vị, một bản tin từ địa phương cho biết, quận Cam bắt buộc nhân viên các cơ sở thiết yếu phải đeo khẩu trang. Các giám sát viên Orange County đã thông qua một mệnh lệnh bắt buộc đeo khẩu trang đối với các nhân viên làm việc trong các cửa hàng thực phẩm và các cơ sở chế biến thức ăn. Mệnh lệnh được phê chuẩn vào hôm thứ Ba, yêu cầu mọi nhân viên tiếp xúc với khách hàng tại mọi chợ thực phẩm, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, nhà hàng, các tiệm bán thức ăn và cửa hàng bán lẻ đều phải đeo khẩu trang khi làm việc. Lệnh này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày thứ Sáu. Các giám sát viên không đồng ý với đề nghị đóng cửa bãi biển và các công viên lân cận bãi biển trong 2 tuần tới. Vào 2 tuần trước đây, giám sát viên Andrew Độ đã đề nghị bắt buộc đeo khẩu trang đối với các nhân viên làm trong ngành thực phẩm, nhưng đề nghị này đã thất bại vào phút chót. Mệnh lệnh mới của quận hạt cũng kêu gọi các nhân viên tại các chợ thực phẩm và hiệu thuốc nên rửa tay mỗi 30 phút hoặc mỗi khi cần thiết. Trong khi đó, thành phố Irvine đã bắt buộc các nhân viên cửa hàng bán lẻ phải đeo khẩu trang và khuyến khích những người đi vào cửa hàng cũng thực hiện điều tương tự. Lệnh này có hiệu lực cho đến ngày 8 tây tháng 5, nhưng thành phố đang cân nhắc gia hạn mệnh lệnh tùy theo tình hình. Thành phố Westminster vào ngày thứ Hai cũng đã ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở kinh doanh thiết yếu có từ 4 nhân viên trở lên và đối với những người có tiếp xúc nhiều với khách hàng. Nhiều hãng lớn được nhận tiền hỗ trợ dành cho cơ sở kinh doanh nhỏ. Hàng trăm triệu Mỹ Kim thuộc chương trình cho vay hỗ trợ cơ sở kinh doanh nhỏ, tức là Paycheck Protection, lại đang được trao cho các hãng lớn giàu có, theo nghiên cứu mới đây của hãng Morgan Stanley. Trên thực tế, chính phủ Hoa Kỳ đã giao ít nhất 243.4 triệu Mỹ Kim trên tổng ngân sách 349 tỷ Mỹ Kim cho các công ty lớn có niêm yết chứng khoán, và cũng theo Morgan Stanley cho biết. Chương trình Paycheck Protection, gọi tắt là PPP, được thiết kế để giúp đỡ các cơ sở kinh doanh nhỏ tại Hoa Kỳ nhằm giúp các cơ sở này có thể tiếp tục trả lương cho nhân viên và từ đó làm giảm tình trạng sa thải hàng loạt trong bối cảnh đất nước vẫn đang phải đối phó đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nghiên cứu của Morgan Stanley cho thấy một số công ty đang nhận hỗ trợ PPP lại có giá trị thị trường lên đến hơn 100 triệu Mỹ Kim, như các hãng DMC Global trị giá là 405 triệu, Wave Lyceum trị giá 286 triệu và Fiesta Restaurant Group trị giá 189 triệu Mỹ Kim. Dữ liệu của Morgan Stanley cho thấy, tập đoàn nhà hàng Fiesta thuê mướn hơn 10.000 nhân viên đã nhận được khoản vay ưu đãi là 10 triệu Mỹ Kim. Theo một thống kê khác, thì ít nhất 75 công ty được nhận PPP là các hãng có niêm yết cổ phiếu và được cho vay ưu đãi tổng cộng 300 triệu Mỹ Kim. Giới quan sát thì nói rằng đây là một điều đáng xấu hổ khi các hãng lớn lại lợi dụng chương trình ưu đãi, và chính phủ nên hành động hiệu quả hơn để các cơ sở nhỏ nhận được số tiền mà họ cần. Vào ngày thứ Ba, Tổng thống Trump cho biết trường Đại học Harvard sẽ phải trả lại số tiền cho vay ưu đãi là 9 triệu Mỹ Kim mà trường này đã nhận được từ chương trình Paycheck Protection. Ông Trump cũng cho biết thêm rằng ông sẽ yêu cầu các công ty lớn đã lợi dụng chương trình PPP phải trả lại tiền.